Xin chào các anh chị, xin chào các bạn học viên, xin chào các nhà đầu tư. Bài học hôm nay là tiếp tục của phần nội dung là chia sẻ những cái kinh nghiệm, những nguyên tắc trong đầu tư nói chung và trong đầu tư thị trường coi nói riêng, đúng không ạ? Đầu tiên thì ta sẽ cần định nghĩa một khoản đầu tư tốt là một khoản đầu tư như thế nào. Thì theo kinh nghiệm của tôi và theo những chuyên gia về tài chính mà tôi đã được học mà khi đi Dubai, khi đi sang Singapore, sang Đài Loan và sang một số nước theo học các cái chương trình đầu tư về chứng khoán, về Forex và về đầu tư thị trường coi ở Nhật Bản, vân vân, thì tôi hiểu rằng một khoản đầu tư tốt là một khoản đầu tư được bảo toàn vốn, đúng không ạ, và nhanh thu hồi vốn gốc nhanh nhất có thể nha. Tức là mình phải nhanh thu, tức là mình bỏ ra một đồng, đúng không ạ, 3 tháng hay 6 tháng hay 1 năm mình sẽ thu hồi hết, đúng không ạ, 100% cái vốn gốc đó về tay mình đấy, và sẽ sinh lời theo dự kiến mà mình kỳ vọng, đúng không ạ. Ví dụ như là sinh lời là 10% một năm, 20% một năm, 50% một năm hoặc 100% một năm, được chưa ạ? Để đầu tư vào công ty, cái dự án kinh doanh đó. Ý tiếp theo trong cái khoản đầu tư tốt đó là khoản đầu tư này phải được đầu tư vào những cái dự án kinh doanh, những công ty mà kinh doanh nó có uy tín, dựa trên một cái mô hình kinh doanh mà tự nó có thể sinh lời, đúng không ạ? Chứ không phải là một cái mô hình mà lấy tiền của người sau trả tiền cho người trước, rồi thì chờ với hệ thống, đúng không ạ? Rồi thì sao nữa ạ? Một khoản đầu tư tốt là một khoản đầu tư mà chúng ta nhìn nhận về mặt tương lai. Ví dụ như là hiện nay công ty vẫn còn đang thua lỗ, thì các bạn cũng đừng quá lo lắng, bởi vì về mặt tương lai khi công ty nó tăng trưởng, ví dụ như Amazon, đúng không ạ, trong 7 năm đầu tiên khởi nghiệp thì Amazon liên tục thua lỗ, các nhà đầu tư rất là sốt ruột, đúng không ạ, nhưng mà CEO Jeff Bezos là người đã nói rằng là giả công yên tâm, tiền của ông sẽ được bảo toàn, được chưa ạ. Và bây giờ các bạn đã thấy rằng là minh chứng cho thấy rằng là giá trị một cổ phiếu của Amazon đã tăng lên tới là 1.500 đô la một cổ phiếu, đúng không ạ? Và ý thứ ba, một khoản đầu tư tốt đấy là một khoản đầu tư vào một công ty, vào một mô hình kinh doanh, một cách thức đầu tư mà không vi phạm pháp luật nha, không vi phạm pháp luật. Dù chúng ta là nhà đầu tư, chúng ta đưa tiền thì chúng ta cũng thấy rất dễ là gì ạ? Gặp những cái rủi ro, đúng không ạ? Gặp những cái rủi ro. Đấy, thì đấy là một khoản đầu tư tốt, đúng không ạ? Đấy là một khoản đầu tư tốt, thì chúng ta cân nhắc một cái khoản đầu tư như thế nào để cho nó phù hợp, được chưa? Thế rồi thì chúng ta cũng sẽ cần phải xác định được cái rủi ro của khoản đầu tư. Khi mình đầu tư một cái gì đó, mình bao giờ mình cũng sẽ phải hỏi là vậy thì em sẽ gặp cái rủi ro gì, hay tôi sẽ gặp những cái rủi ro gì? Hãy hỏi thẳng người môi giới, hãy hỏi thẳng doanh nghiệp, hãy hỏi thẳng người chủ. Rủi ro là gì, đúng không ạ? Ví dụ như người ta nói là rủi ro là không lấy lại được vốn do công ty thua lỗ, đúng không ạ? Rủi ro là lấy lại được một số phần trăm nhất định do hệ thống bị sập, đúng không ạ? Rủi ro bị lừa đảo ngay từ đầu, đúng không ạ? Hay là rủi ro là công ty kinh doanh bết bát, các bạn không thoái vốn được. Hoặc là khi các bạn start up vào một công ty, đúng không ạ? Bạn đầu tư vào một công ty của chính mình hay là của một công ty của người khác, đúng không ạ? Thì bạn cũng phải hỏi là cái cơ chế thoái vốn như nào, bao lâu thì tôi sẽ được thoái vốn. Thì chúng ta cần phải biết về các rủi ro. Và khi chúng ta biết về các rủi ro như vậy thì chúng ta cần chấp nhận đó, học cách đánh giá và chấp nhận nó. Nếu như chúng ta không chấp nhận rủi ro đó thì tức là chúng ta đánh giá khoản đầu tư đó là khoản đầu tư xấu, khoản đầu tư tiềm ẩn nhiều rủi ro cho mình, thì chúng ta sẽ không đầu tư. Còn nếu mà chúng ta biết được các cái rủi ro 1, 2, 3, 4, 5, có 5 cái rủi ro như vậy, hay là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 cái rủi ro chúng ta hỏi rất rõ, sau đó chúng ta kiểm chứng các rủi ro này. Bởi vì những người bán hàng, những người môi giới, những người CEO, họ muốn gọi vốn của chúng ta, họ muốn chúng ta đầu tư cho họ, đúng không ạ? Thì họ có thể là gì ạ? Sẽ không nói được hết những cái ý mà nó thuộc sự thật cho nhà đầu tư. Thế thì chúng ta sẽ nghe hết những cái thứ đó và chúng ta sẽ kiểm chứng bằng các cái thông tin, bằng những người này, người kia và các bên thứ ba, để chúng ta ra quyết định là chúng ta đầu tư hay không đầu tư. Nếu chúng ta chấp nhận thì chúng ta đầu tư, và nếu chúng ta không chấp nhận thì chúng ta không đầu tư. Được chưa ạ? Và luôn luôn ghi nhớ rằng là gì ạ? Ai là người ra quyết định đầu tư ạ? Ai ạ? Chính các anh chị, chính các bạn, chính các nhà đầu tư.
Anh Phan Anh không xui, bạn A, bạn B, bạn C không xui nhá. Tôi đánh giá đây là một cơ hội đầu tư tốt theo kinh nghiệm của tôi, đúng không ạ? Theo kinh nghiệm của tôi. Nhưng tôi đưa ra những cái thông số, tôi đưa ra những lập luận để tôi bảo vệ cái quan điểm đầu tư của tôi. Nhưng bạn cho rằng là như thế là không tốt, hay bạn cho rằng như thế là rất đúng, đúng không ạ? Rất đúng có nghĩa bạn đồng tình với tôi là rất tốt. Bạn đầu tư vào thì lúc bạn sinh lời thì bạn cảm ơn đã chia sẻ cái thông tin đó với tôi. Nhưng mà lúc mà bạn mất tiền thì bạn lại quay ra đổ lỗi cho tôi, bạn lại trách móc tôi, hận thù tôi, thậm chí là đòi tiền tôi, đúng không ạ? Bảo là vì anh mà tôi mới đầu tư, đúng không ạ? Không. Tiền không ai dí súng vào ngực bạn, đúng không ạ? Không ai dí kề dao vào cổ bạn, không ai giật túi tiền của bạn, bắt bạn đưa tiền vào cái chỗ đầu tư này, chỗ đầu tư kia, bất động sản hay chứng khoán Việt Nam hay chứng khoán Mỹ hay đồng coin này hay bit, mà đấy là quyết định của bạn. Vậy bạn phải học cách chấp nhận nó, học cách chấp nhận rủi ro, học cách chấp nhận đau thương, đúng không ạ? Vâng, thì tôi đang nói về cái khoản đầu tư, gọi là một cái khoản đầu tư, thế nào là một khoản đầu tư tốt, thế nào là một khoản đầu tư an toàn. Chúng ta sẽ dựa vào những cái tiêu chí như vậy, đúng không ạ? Chúng ta phân tích các cái đồng coin làm sao cho nó phù hợp, đúng không ạ? Chúng ta nhìn vào các cái chiến lược đầu tư và các nguyên tắc đầu tư. Đấy, trong nội dung tiếp theo trong video này thì tôi sẽ nói về kỹ thuật hay là nguyên tắc đầu tư theo thời gian. Đây là một cái nguyên tắc chúng ta cân nhắc, được chưa? Theo thời gian thì các bạn có thể chia ra là các khoản đầu tư là dưới 3 tháng, đúng không ạ? Các khoản đầu tư là ngắn hạn đấy ạ, và các khoản đầu tư trung hạn, vâng, có thể từ 3 cho đến 6 tháng hoặc là 1 năm. Các khoản đầu tư dài hạn có thể là từ 9 tháng cho tới khoảng độ 3 năm, đúng không ạ? Hoặc là nhiều hơn nữa, Thì trong thị trường coin này thì dưới 3 đến 6 tháng có thể nói là ngắn hạn, đúng không ạ? Trung hạn có thể là từ khoảng độ 3 cho đến 9 tháng, và dài hạn này cũng có thể là từ 6 tháng cho đến 1 năm. Đấy là trong thị trường coin, là một thị trường rất đặc biệt, bởi vì cái vòng đời của đồng coin nó khá là ngắn, cho nên 3 tháng 6 tháng nó cũng đã là có thể được coi là trung hạn rồi. Đấy. Thế thì khi đầu tư trong cái chiến lược về thời gian thì chúng ta sẽ là ngắn hạn, chúng ta sẽ chọn các đồng coin là có biên độ lợi nhuận cao, đúng không ạ? Chúng ta sẽ mua thấp bán cao, chúng ta sẽ lướt sóng, đúng không ạ? Đây người ta gọi là các khoản đầu tư lướt sóng. Và trong ngắn hạn chúng ta mua đi bán lại như vậy thì chúng ta sẽ học về kỹ thuật phân tích, đúng không ạ? Chúng ta nhìn nhận giá coin lên, nhìn nhận giá coin xuống, chúng ta khớp lệnh mua, chúng ta khớp lệnh bán, và chúng ta tuân thủ các kỷ luật về lãi suất, đúng không ạ? Tuân thủ các kỷ luật về lãi suất tức là như thế nào? Tức là chúng ta sẽ cứ đến giá này là chúng ta sẽ bán, và cứ đến giá này là chúng ta sẽ mua. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Vâng, thì chúng ta không cần chờ đợi cao hơn nữa, cứ đạt target phần trăm 5%, 3% là chúng ta bán, là chúng ta mua. Đấy, thế còn trung hạn, đúng không ạ? Thì chúng ta nên lựa chọn những cái đồng coin mà có biên độ lợi nhuận vừa phải, các đồng coin thuộc top 20, top 30, đúng không ạ? Những đồng coin thanh khoản tốt, những đồng coin mà có cái giá trị vốn hóa lớn và được nhiều nhà đầu tư ôm giữ, thì đấy là cái đồng coin mà chúng ta có thể lựa chọn. Còn trong dài hạn, ví dụ như là từ 9 tháng đến 1 năm trở lên, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể ôm coin nền tảng, đúng không ạ? Ví dụ như đồng Bitcoin hay là đồng Ethereum hay đồng Ripple, hay là những cái đồng Neo, đồng Live, đúng không ạ? Vân vân. Cái coin có nền tảng tốt, coin thanh khoản tốt thì chúng ta có thể lựa chọn những đồng coin có giá trị đích thực, đúng không ạ? Coin được dự báo có thể lên cao nhưng mà có thể lên chậm. Tuy nhiên cái lý thuyết này cũng là lý thuyết để đấy thôi, bởi vì thị trường này là một cái thị trường là sóng to gió lớn, đúng không ạ? Sóng nó lên rất cao, kể cả Bitcoin nó vẫn có thể xuống 8-9 nghìn đô, thậm chí 6 nghìn đô, rồi nó lại phục hồi. Nhưng mà chúng ta nhìn dài hạn 6 tháng đến 1 năm thì chúng ta cũng có thể tăng trưởng khoảng độ 20-30%. Đấy. Thế thì chiến lược của chúng ta là chúng ta có thể đa dạng hóa các chiến lược đầu tư. Theo thời gian thì chúng ta cũng có cả 3 cái mức như vậy, chứ không phải là chúng ta chỉ chơi ngắn, chúng ta chỉ chơi trung và chúng ta chỉ chơi dài. Và chúng ta có thể chia cái giỏ tiền của chúng ta ra thành các cái khoản đầu tư theo thời gian, thành các khoản đầu tư theo các cái rổ hàng hóa về coin. Được chưa ạ? Thì tôi sẽ chia sẻ thêm cho các bạn về các cái chiến lược đó sau nữa, được chưa ạ? Tiếp tục nhá. Vâng,
Thì chúng ta cũng có một cái nguyên tắc tiếp theo trong đầu tư tiền kỹ thuật số hay là chơi coin, đó là gì ạ? Ví dụ chúng ta đầu tư theo số tiền chúng ta có, thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải xác định là chúng ta muốn bỏ bao nhiêu tiền vào thị trường này. Thông thường thì các nhà chuyên gia về tài chính họ khuyên chúng ta có thể bỏ từ 20 đến 30% thu nhập hoặc là cái khoản tích lũy, khoản tiết kiệm của chúng ta. Nhớ rằng là đừng bao giờ bỏ 100%, đúng không ạ? Tôi lấy thí dụ, bây giờ bạn có khoảng 2 tỷ tiền Việt bạn gửi ngân hàng, tôi giả sử thế thôi ạ, tôi giả sử. Vậy thì chúng ta có thể bỏ ra khoảng 20%, tương đương với 400 triệu chúng ta chơi, đúng không ạ? Và đấy là chúng ta gọi là theo số tiền. Nhưng mà 20% của người có 2 tỷ sẽ là 400 triệu, 10% của người có 2 tỷ sẽ là 200 triệu. Nhưng mà 10% của một người có 100 tỷ thì họ có 10 tỷ cơ, đúng không ạ? Thì tôi cũng biết rằng là trên thị trường cũng có những nhà đầu tư họ rút ra 15-20 tỷ họ chơi là chuyện bình thường, bởi vì họ chơi lớn quen rồi. Đấy, chơi nhỏ họ không chịu được, đúng không ạ? Thế thì mình sẽ cân nhắc số tiền mình có để mình chơi. Số tiền này được dựa trên các nguyên tắc là không được đi vay nhá. Không được đi vay. Tất nhiên bạn có quyền đi vay, không sao cả. Nhưng tại sao không nên đi vay thì chúng ta sẽ được biết, đúng không ạ? Bởi vì khi coi xuống, nếu như tiền đấy là tiền nhàn rỗi của ta thì chúng ta chưa quá vội vã để bán. Thế nhưng mà chúng ta đi vay, ngân hàng siết nợ, đúng không ạ? Tín dụng đen siết nợ, bạn người ta đòi. Đấy, bạn người ta đòi là gì ạ? Đòi thế này, đòi thế kia. Con người ta ốm, nhà người ta xây nhà, vân vân. Những cái đồng vốn đấy rất là rủi ro. Và lúc đấy bạn lại phải bán để bạn trả. Như vậy bạn lỗ hai lần. Bạn lỗ một lần chơi coi và bạn lỗ cả cái phần lãi suất bạn vay, có đúng không ạ? Thế thì đó là cái kinh nghiệm mà mình lựa chọn các cái đồng vốn. Phải là nên là các đồng vốn nhàn rỗi. Còn tất nhiên chúng ta mà máu, đúng không ạ? Chúng ta mà chấp nhận rủi ro cao, chúng ta liều ăn nhiều thì cái đấy thì tôi không bàn. Bởi vì nguyên tắc là rủi ro cao thì lợi nhuận cao, rủi ro thấp thì lợi nhuận thấp. Đấy là nguyên tắc rồi. Ai cũng hiểu cái điều này, có đúng không ạ? Vâng. Thế nếu như các bạn có ít tiền, ví dụ như là ít tiền thì các bạn có thể tạm tính cái số vốn tôi ước tính là khoảng dưới 200 triệu đồng, tương đương với dưới một đơn vị Bitcoin bây giờ. Giá ngày hôm nay thì Bitcoin khoảng 220 triệu. Đấy. Thì dưới một đơn vị Bitcoin mình tạm gọi là ít, được chưa ạ? Vâng. Thì mình nên đầu tư vào các cái đồng coin, đúng không ạ? Là các cái đồng coin nền tảng để có thể đảm bảo cái vốn và có thể tăng lãi suất. Mình có thể áp dụng thêm các phương thức là lướt sóng, đúng không ạ? Lướt sóng mua ra bán vào. Và tất nhiên cái phương thức lướt sóng sau này mình cũng sẽ được học là ví dụ mình mua số tiền là ít, là 200 triệu mua được một bit, thì mình phải chia một bit đấy ra, đúng không ạ? Lại chia thành 3-4 phần. Phần này để lướt, phần này để giữ và phần này để chơi các đồng altcoin. Đấy là những cái chiến lược mà tức là nó rất nhiều các chiến lược nó mix với nhau trong cùng một cái chiến lược của nhà đầu tư, đúng không ạ? Đấy, thế thì hoặc là mình cũng có thể lựa chọn đầu tư ủy thác. Ví dụ như mình đưa tiền cho nhà đầu tư để người ta chơi. Hoặc là mình có thể là đưa tiền cho các sàn để chơi. Thì tiền ít thì mình phải chấp nhận là mình lãi ít và mình phải bảo toàn đồng vốn bằng mọi cách nhé. Tôi thấy rất nhiều người là ví dụ có 200 triệu vào phập cái một đồng Bitcoin. Đấy. Sau đó bắt đầu nó xuống giá, không biết làm nào, bán ra, thế là mất. Đấy. Thế thì như kinh nghiệm của tôi, đây là ý kiến cá nhân của tôi thôi ạ. Thì tôi tiền ít tôi cứ chơi ủy thác, tôi nhận lãi suất thấp 3%, 5% một tháng cũng đã là tuyệt vời rồi. Được chưa ạ? Vâng. Thì đây là những cái lời khuyên chân thành của tôi. Các bạn có thể tìm hiểu thêm những cái lời khuyên khác để các bạn đưa ra ý kiến của mình, đúng không? Nếu mà các bạn có một cái số tiền vừa vừa một chút, vâng, cái khái niệm vừa vừa ở đây thì tôi có thể cho rằng là nó sẽ dao động khoảng độ 200 cho đến 600 triệu. Vâng, đây là cái con số ước tính bình quân của tôi thôi. Còn thị trường chơi thị trường coin này thì có những người ta vào hàng trăm ngàn đô, hàng triệu đô là chuyện bình thường. Đấy. Thì đây tôi đang dùng tiền Việt, đúng không ạ? Vâng. Thế thì mình cũng chia các khoản đầu tư ra thành 2 đến 3 khoản khác nhau, đúng không ạ? Một khoản cho ngắn hạn, một khoản cho trung hạn và một khoản nhỏ cho dài hạn. Đấy, ngắn hạn thì mình chơi coin riêng, trung hạn mình chơi các đồng coin khác và dài hạn thì mình chơi các đồng coin khác, đúng không? Còn nếu mình có nhiều tiền hơn nữa, đúng không ạ? Thì ví dụ mình có khoảng độ từ 600 triệu cho đến 1 tỷ. Lúc này mình cũng có tầm 3 đến 5 coin rồi. 3 đến 5 bit rồi, đúng không ạ? Hoặc là rất nhiều tiền mình có thể có một chục bit, hai chục bit trở lên mình chơi, hoặc là hàng trăm bit trở lên, thì lúc này mình sẽ có rất nhiều các cái chiến lược đầu tư rất đa dạng, đúng không ạ? Ví dụ như một nhóm tiền mình sẽ đầu tư ủy thác, một nhóm tiền là mình sẽ đánh theo các lệnh lên lệnh xuống, rồi mình mua các cái
gói tư vấn về đời chơi coin, đúng không ạ? Rồi thì mình cũng có thể là dạ, thành lập các cái đội để đánh cho mình. Rồi thì mình có thể mua thêm các đồng altcoin khác và đồng ICO mình giữ, đúng không ạ? Mình chờ nó lên, mình bán. Rồi thì mình có thể là kiếm tiền bằng cách là mình nhận thêm các ủy thác. Đấy là cái nguyên tắc mà tôi gọi nó là nguyên tắc theo số tiền. Các bạn cũng có thể cân nhắc về cái nguyên tắc này. Tôi có trò chuyện với một số nhà đầu tư lớn, đúng không ạ? Họ rất là thích cái cách đầu tư ICO, mặc dù là ICO rủi ro rất nhiều, hàm chứa rất nhiều các cái sự chết chóc, rồi scam lừa đảo, rồi mất tiền, mất vốn, vân vân. Thế nhưng mà cái động cơ khiến cho họ vẫn chơi ICO bởi vì cái lãi suất của nó rất là cao, cái cơ hội nhân 10, nhân 20 tài khoản rất là dễ. Thế thì họ sẽ chơi theo nguyên tắc là lấy số lớn bù cho số nhỏ. Tức là họ sẽ chơi 10 cái dự án ICO, tôi giả sử thế 10, mua 10 cái đồng coin hoặc là 10 cái token ICO. Thế thì họ sẽ làm gì? Họ sẽ mua giải đều ra, đúng không? Họ đánh giá các dự án dựa trên các tiêu chí như tôi nói đấy. White paper, rồi team leader, rồi khả năng sinh lời, rồi vân. Sau đó thì bắt đầu là họ làm gì ạ? Sau đó thì họ bắt đầu giải tiền ra 10 cái dự án đó. Và họ xác định là mất 8 dự án, đúng không ạ? Vậy mỗi một dự án họ bỏ vào 1 đồng thì 10 dự án họ sẽ mất 10 đồng, đúng không ạ? Vốn là 10 đồng. Ok. Họ xác định rủi ro là 80%, họ sẽ mất 8 đồng, họ còn 2 đồng. Nhưng 2 đồng đấy, đúng không ạ? Hai cái dự án ICO đấy, mỗi dự án nó có thể nhân 5, nhân 10. Đúng không ạ? Giả định là hai dự án nhân 10 thì bạn sẽ là được nhân 20. Vậy bạn được 20 đồng mà bạn mất có 8 đồng, như vậy bạn vẫn lãi 12 đồng. Đúng không ạ? Bạn vẫn lãi 12 đồng, như vậy rất tốt, rất rất tốt. Đó. Tức là bạn bỏ ra có 10 đồng mà bạn thu về 20 đồng, bạn vẫn ít hai tài khoản. Đấy là cách mà họ vẫn chơi rất là tốt. Tất nhiên họ đen thì họ có thể mất hết, đúng không ạ? Nhưng họ đỏ, đúng không ạ? Họ có thể là 3 đồng thành công, họ mỗi đồng x2, x5, x10, thậm chí x20 thì họ có thể thành nhân tài sản lên gấp 30, 40 lần là chuyện bình thường đối với thị trường này trong một thời gian ngắn, khoảng độ 6 tháng đến 1 năm, đúng không ạ? Thế thì đấy. Thì cái nguyên tắc chơi ICO thì tôi cũng đã hướng dẫn rồi, đúng không ạ? Chúng ta cũng phải xác định các dự án ICO có scam hay không. Bây giờ vẫn có rất nhiều các dự án tốt chứ không phải là không đâu ạ, đúng không ạ? Rồi chúng ta cần phải biết đó là ICO MLM hay là cách thức MLM như thế nào, landing như thế nào. Vừa rồi trước Tết thì tôi cũng được mời vào một cái dự án ICO MLM, mua một cái gói 5.000 đô và được trả lãi suất 35% một tháng. Nếu mà tôi mua từ trước Tết đến bây giờ thì tôi cũng hoàn gốc rồi. Tuy nhiên tôi thấy nó cũng rất là rủi ro nên là tôi không mua. Trên thị trường bây giờ vẫn còn rất nhiều. Nhưng có thể nếu mà người khác mà chấp nhận cái rủi ro đó họ mua thì bây giờ họ đã hoàn gốc và họ đã lãi được cái số đồng coin đấy rồi. Nhưng mà lúc tôi hỏi thì tôi thấy là một cái dự án đấy, một đồng coin nó lên tới 4 đô thì tôi đánh giá là một đồng coin như thế là quá cao. Tất nhiên đấy là theo quan điểm cá nhân của tôi, có đúng không ạ? Vâng, ok, thì tôi xin phép vừa trình bày với các bạn là 3 cái nội dung trong bài học này. Liên quan đến một số các nguyên tắc đầu tư về chơi coin, trading coin, đầu tư coin. Thứ nhất là tôi đánh giá như thế nào là một khoản đầu tư tốt, đúng không ạ? Cho nên là rất nhiều người ở trong thị trường này, người ta cho rằng là một cái khoản đầu tư tốt là phải là những khoản đầu tư nhanh hoàn gốc, không bị mất gốc và có sinh lời theo dự kiến, đúng không ạ? Không vi phạm pháp luật, rồi thì không xảy ra các hệ lụy, đúng không ạ? Cho nên đấy là một cái quan điểm mà giúp cho chúng ta là hiểu rằng là thị trường coin thì các đồng coin nó cũng giống nhau, cứ đồng coin nào đem được tiền về cho mình là đồng coin tốt, mà đồng coin nào làm mình mất tiền là đồng coin xấu, đúng không ạ? Và thứ hai nữa là tôi chia sẻ với các bạn là nguyên tắc đầu tư theo thời gian. Và thứ ba là tôi chia sẻ với các bạn là nguyên tắc đầu tư theo số tiền. Và thứ tư thì tôi có nói một chút về đầu tư ICO, một cái chiến lược cũng rất là thú vị. Vâng, bài học tiếp theo thì tôi cũng sẽ lại tiếp tục chia sẻ với các bạn và các nhà đầu tư các cái nguyên tắc đầu tư tiếp theo. Những nguyên tắc này nó có thể đúng hoặc sai thì do các bạn quyết định, đúng không ạ? Nó không được đánh giá là đúng hay là sai, mà nó chỉ đánh giá là phù hợp với quan điểm và khẩu vị đầu tư của các bạn hay không thôi. Còn đây là những kinh nghiệm, những quan điểm đầu tư, những nguyên tắc đầu tư khá là căn bản. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.